Trùm cuối Ngọc Diễm đã nữ vo vi nam. Đi định chiêu chiêu, ngồi xuống mình chặn đầu cho đi qua. Để mình dễ dàng có thế, mình đẩy nó đổi phát xuống. Lùi lại một tí thì bạn nhào lên một miếng. Nhảy đi, nhảy đi, tăng 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 tăng. Nhảy đi bậy. Tăng 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 tăng. Không kịp nghĩ gì nữa, đã bay cái véo qua đầu Hương. Người con gái nhảy qua đầu Liên một cách chân chu vượt lại, trong khi cái cầu rất là bé. Nhảy đi, tăng 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 tăng. Bất chấp tất cả luôn là quăng chị Diễm xuống, tại vì nghĩ chị Diễm là cái chùm cuối rồi đó. Quăng chị Diễm xuống rồi thấy tiền cũng lo được tất cả mọi thứ trên đó thôi. Chị đợi hết quăng cái. Ờ, đi ra tìm là chị vô phối hợp nha. Chị vô phối hợp nha. Thấy cảnh chị Diễm bay qua cái véo là nó đang bị đứng hình rồi, chưa biết làm sao hết. Ly tới tấn công mình luôn, vô hồi với mình, chưa kịp la lên, chưa kịp đốt té xuống rồi, té ăn nước luôn rồi. Vô xem nha, chịu nha, chịu nha. Hiện cảm ơn Hương Ly, nhờ Hương Ly chơi trò đó mới biết được là con người thật của chị Diễm như thế nào nha. Xong mới lòi ra chị Diễm là dân liên đoàn võ thuật vô Vietnam. Thực ra là nhờ cái game này mình mới thấy một cái đối thủ đáng gờm của mình, đó là Hương Ly. Mình thấy Hương Ly thông minh và Hương Ly còn quái nữa. Em là người thích làm hơn là nói. Hương Ly thông minh, Hương Ly rất khỏe. Và em ấy là người sẽ tạo ra những cái tình huống mà bản thân mình cũng không có ngờ đến. Thì Diễm phải kêu là mình phải xử lý được bạn này. Là Diễm với Hương Ly gần như là đều cùng chung một cái tư duy. Và cùng chung một cách nghĩ, cùng chung một cái hành động. Ly cũng không sợ. Và cả hai lao ra rất nhanh, chạm vào bó lúa rất nhanh. Wow, trời ơi, dễ sợ. Mà lần đầu tiên trong cuộc đời mà kiểu Hương Ly gặp một đối thủ kiểu là quá dữ dội luôn. Có gì em xuống đi Ly. Diễm ghê vậy. Xuống chị ơi. Xuống luôn, xuống chung luôn Ly ơi. Có gì vậy em xuống Ly. Vật lộn nhau mà trời không dám nghĩ lại luôn á, kiểu là quá sức tưởng tượng của Ly rằng là chị Diễm quá khỏe. Giữ đi Ly, giữ thở đi Ly, để từ từ. Giống như mất đau. Về thể lực thì chắc là 1-8, 1-10. Nhưng mà có thể là Diễm có nhiều kinh nghiệm hơn trong cái việc thoát ra những cái tình thế khó khi mà có va chạm. Cái việc giữ cái cơ thể mình trụ trên cái cầu lắc đó là quan trọng đó. Và lợi dụng lúc mà Ly đang có một cái sơ hở về cái sự cân bằng thì Diễm đã hất Ly ra và Ly đã rơi xuống nước. Mọi người hay trông đợi Hương Ly Mô Thủy nha, nhưng bây giờ chưa chắc nha, có khi Hương Ly Ngọc Diễm đó nha mọi người. Chị Ngọc Diễm á, thì mình nghĩ là mình cần phải nâng khả năng của mình lên, là mình phải có can đảm chạy ra giữa cái cầu, phải đấu với chị Diễm ở ngoài đó. Trời ơi, chị Diễm ơi. Mình nghĩ là nếu như mà mình cố gắng nữa để bám chụp lại nữa thì hai chị em còn vần nhau chập nữa.